Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, việc sửa chữa hay xây dựng nhà cửa đều là những việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Việc xem ngày khi tu sửa nhà cửa cũng là một phong tục đặc trưng của người phương Đông chúng ta. Họ luôn tâm niệm việc xem ngày trước khi tiến hành sửa chữa sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như mọi việc thuận lợi cho gia chủ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tu tạo sửa chữa tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ tu tạo sửa chữa trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất tu tạo sửa chữa trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày tu tạo sửa chữa. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc tu tạo sửa chữa trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày tu tạo sửa chữa phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ tu tạo sửa chữa, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù và địa nan. 2. Ngày hợp tu tạo sửa chữa. Ngày tốt tu tạo sửa chữa bao gồm những ngày Nguyệt Ân, Tứ Tướng, Thời Đức, Tam Hợp, Phúc Đức, Trực Khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra những ngày tốt nhất tu tạo sửa chữa trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùi là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng là ngày 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng là ngày 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Kiến là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 9. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 10. Ngày Thổ Phủ là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 11. Trực bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 12. Trực thâu là những ngày Hợi,
bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 13. Ngày Triệu Bế là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 14. Ngày Kiếp Sát là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 15. Ngày Tai Sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. 16. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 17. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 18. Ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 1, Nguyệt Yểm là những ngày Tuất, bao gồm có 2 ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 19. Ngày Thiên Sứ là ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão. 20. Ngày Đại Thời là ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 21. Ngày Tứ Phế là ngày Ất Hợi, tháng này không có. 22. Ngày Ngũ Mộ là ngày 16 Ất Mùi. 23. Ngày Thổ Phù là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 24. Ngày Địa Năng là ngày 21 Canh Tý. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc tu tạo sửa chữa cho được hanh thông thuận lợi. Khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày Trừ Phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 26. Ngày Tứ Tướng là những ngày Bính và Đinh, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. Mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát, rất nhiều hung tinh. Ngày 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn hai ngày này. 28 Đinh Mùi có thể lựa chọn làm ngày sửa chữa tu tạo nhà cửa. 27. Ngày Thời Đức là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ, trùng ngày Tam Nương nên ta không chọn. 15 Giáp Ngọ là ngày tốt để tu tạo sửa chữa. 28. Ngày Tam Hợp là các ngày Ngọ, Tuất, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương không chọn. 15 Giáp Ngọ là ngày tốt đã xét ở trên. Ngày Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 29. Ngày Trừ Khai là các ngày Tý, trùng ngày Sát Chủ nên ta cũng không dùng được. 30. Các ngày còn lại. Ngày Dậu bao gồm 18 Đinh Dậu trùng ngày Tam Nương không dùng, mùng 6 Ất Dậu là ngày tốt để tu tạo. Ngày Thìn, mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn là ngày Tam Nương không dùng, 25 Giáp Thìn là ngày tốt thứ cát để tu tạo sửa chữa. Ngày Mùi, mùng 4 Quý Mùi là ngày tốt, 16 Ất Mùi là ngày Ngũ Mộ nên không dùng, 28 Đinh Mùi là ngày tốt đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 30 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt tu tạo sửa chữa trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc tu tạo sửa chữa đó là những ngày tốt sau. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày mùng 4 Quý Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Mậu. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Đó là những ngày cát lành tu tạo sửa chữa trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.